Xin chào các bạn, thì đã bước qua tháng 12 rồi, mùa Giáng sinh cũng đã về, Sài Gòn không khí cũng rất là lạnh. Thì và cũng là mùa mà chúng ta bắt đầu trang trí Noel. Thì hiện tại thì bên mình có một cái bộ combo về các cái loại máy dụng cụ cầm tay gồm có 7 chi tiết. Thì trong đó bao gồm một cái đèn pin nè, hay là một cái máy bắn vít. Máy bắn vít này cũng rất là mạnh đây. Đó, một máy bắn vít và một máy khoan. Đây, một cái máy khoan. Và một cái cưa đĩa. Một cái cưa đĩa cầm tay. Và tất cả là đi vào một đây là có thêm một cái máy chà nhám chà tam giác. Đó, thì tất cả những cái sản phẩm này đều sử dụng pin. Còn đây là một cái chiếc loa Bluetooth. Khi chúng ta làm thì chúng ta có thể kết nối với điện thoại rồi chúng ta nghe nhạc giải trí. Tuy là loa rất là nhỏ nhưng mà cái âm thanh cũng rất là trong và không có bị rè khi chúng ta nghe nhạc. Và cái chi tiết tiếp theo đó là một cái đốc sạc dự phòng. Thì cái đốc sạc dự phòng này chúng ta sử dụng pin của quật John luôn. Thì cái ở đây khi mà chúng ta cắm vào cái pin quật John thì chúng ta sẽ có được hai cái cổng USB để chúng ta sạc điện thoại hay là sạc iPad cùng một lúc. Đó. Thì tất cả những cái sản phẩm này đều là của thương hiệu quật John và hàng của nội địa Úc. Đó. Thì cái giá cũng rất là hợp lý và phải nói là rẻ luôn. Giờ dùng cho các bạn nào mà chưa có sở hữu một cái thiết bị dụng cụ cầm tay nào. Thì bây giờ mình sẽ test tất cả các thiết bị để cho các bạn xem và trải nghiệm. Rồi thì An cũng đã test tất cả các thiết bị dụng cụ cầm tay của quật John, một bộ combo 7 món. Thì các bạn cũng đã thấy đó, máy rất là mạnh và rất là hợp lý. Thì khi chúng ta sở hữu nguyên bộ này thì chúng ta không cần phải mua thêm nhiều cái thiết bị khác. Thì bạn nào muốn sở hữu một cái bộ combo này về chúng ta làm những công việc gia đình hay là trang trí những cái decor nhỏ thì rất là hợp lý. Xin chào và xin cảm ơn các bạn.